thể là vô nhuộm, xấu hổ, đau đớn hoặc buồn bã. Nhưng chắc chắn rằng chúng đều rất khó xử. Hãy xem video mới của Woohoo về những khoảnh khắc xấu hổ nha. Cảm ơn đã mua hàng, lần sau lại đến nha. Cho mình túi mới đi. Xin lỗi, chúng mình hết túi rồi. Nhưng chúng mình có băng keo, tuyệt. Thay vì dán túi, mình sẽ dán chúng lên người của mình. An toàn rồi, ý tưởng hay đó anh bạn. Không không, mình quên bánh quy rồi. Thật sự khó xử rồi đây. Tạm biệt. Ồ, đồng nghiệp của mình đang ở đó. Chào, xin chào. Mình không thấy cửa kính. Xấu hổ thật. Bạn ổn chứ? Yeah, nhìn xem, là nghệ thuật trang điểm kiểu mới. Cửa sổ trang điểm, bạn thích nó chứ? Đẹp quá đi. Nghiêm túc ư? Này anh bạn, mình vừa lau sàn. Đánh ra đi, lấy đồ nhanh lên coi. Được rồi, mình đi đây. Lại bạn nữa. Lần này mình chuẩn bị rồi. Ồ, tốt lắm. Mình thích đôi giày đó. Cảm ơn. Ồ, cô bạn thật dễ thương. Ồ, anh bạn kỳ lạ. Ai lại mang dẻ lau nhà như vậy chứ? Chà, khó xử thật. Bạn không thấy làm vừa lòng mọi người. Mình yêu xe của mình. Mình có thể rửa nó mỗi ngày. Kho báu của mình. Nó không phải xe của mình. Xấu hổ quá đi. Ra khỏi đây. Đợi chút. Này, cầm tiền rửa xe đi. Trông mình giống thợ rửa xe chuyên nghiệp lắm hả? Xấu hổ gấp đôi. Nhưng xe mình đâu? Đây rồi. Tài sản của mình. Ai biết được xe của mình có song sinh chứ? Mình không thể gạt cô gái xinh đẹp ở quầy thu ngân ra khỏi đầu. Mình hy vọng cô ấy sẽ lại đến cửa hàng. Và sau đó, mình sẽ nhảy với cô ấy. Và cô ấy sẽ yêu mình. Và chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi. Wow. Ồ, cô ấy đây. Cô ấy thật lộng lẫy. Bạn lại làm rối tung mọi thứ. Ủa, mình đoán hoa này dành cho bạn. Đẹp quá. Đây lau nhà cho bạn nè. Hãy lau sạch đám nước ngọt này nha. Giỏ hàng giống hệt nhau nên rất dễ bị lẫn lộn. Phil đã sẵn sàng để thanh toán. Của bạn đây. Đồ của bạn sao? Băng vệ sinh. Bạn chắc chứ? Khăn bông. Cái này là để ngăn chảy máu cam. Bạn chỉ cần nhét nó vào mũi và sẵn sàng thôi. Này anh bạn, giỏ của mình mà. Yeah, đúng thế. Giỏ là của cô ấy. Nhưng mình sẽ trả cho tam bông. Bởi vì mình đã mở chúng. Mình trở thành ninja nấu ăn khi ở trong bếp. Cắt xúc xích là nghệ thuật cổ đại. Gọi mình là cá mập Razor. Nhưng thực tế không như tưởng tượng. Chuyện gì ở đây vậy? Bạn lại xay nhuyễn xúc xích sao? Mình không muốn đâu. Cảm ơn. Đừng quên dọn sạch đi nha. Không có gì phải lo. Sẽ nhanh thôi và không đau đâu. Xin lỗi, mình phải nghe điện thoại. Xin chào. Nói đi. Cái gì? Mình nên tìm một bác sĩ khác thì hơn. Được rồi, tiếp theo. Thanh toán. Hóa đơn này thường thôi. Tiền không thành vấn đề. Gì chứ?
đây chỉ là tiền tiếp thôi sao? Đây là tổng hóa đơn nha. Chờ chút, mình sẽ quay lại ngay. Tội nghiệp Phil, phải biểu diễn tài năng. Không tệ. Tiền đây, khỏi thối nha. Bác sĩ, mình thấy không được khỏe. Được thôi, kéo áo lên nào, mình sẽ nghe một chút. Ooh, wow. Bạn biết đấy, mình cũng yêu bạn. Đi ăn tối nha. Ờ, xin lỗi nhà bác sĩ, mình nghĩ bạn nhầm rồi, chỉ là hình xăm thôi. Mình có cuộc gọi quan trọng. Bạn có trả tiền không? Này, quẹt thẻ nào. Thật ra nó là rốn của mình. Oops. Thật xấu hổ. Xong rồi, đừng quên đánh răng 2 lần một ngày. Goodbye. Cảm ơn bác sĩ. Hả? Chào, mình là tiên răng. Xin lỗi, mình không có hóa đơn nhỏ hơn. Tiền của bạn đi, tốt hơn rồi nha. Bác sĩ, mình cần bạn giúp. Đó là tiên răng. Tiền của bạn đây, giúp mình. Khi bạn trên xe buýt, thật khó để đọc và giữ sách cùng một lúc. Tốt hơn là mình nên linh hoạt. Và mình có thể rảnh tay. Cái gì? Mắt của mình. Bức tranh thật rõ ràng. Mình sẽ trám răng cho bạn. Đừng lo, sẽ nhanh và không có đau đâu. Xong rồi. Cảm ơn nha bác sĩ. Răng của mình không đau nữa. Bảo trọng. Bức ảnh đã bị lật ngược. Mình trám nhầm răng rồi. Ngại quá đi. Mình làm một món quà ngọt ngào cho bạn gái. Nhưng cô ấy đến muộn. Và mùi hương thật tuyệt. Mình sẽ chỉ ăn một miếng. Cô ấy không nhận ra đâu. Chào anh yêu. Samantha, tặng cho em nè. Đây. Một viên thôi sao? Bởi vì em là duy nhất và là tri kỷ của anh. Oh, Phil, anh thật ngọt ngào đấy. Ngon quá. Có gì trong kẹo này? Đừng nói đây là hạt nha. Em bị dị ứng. Phil, em thật sự muốn khoe với bạn của em. Hãy chụp ảnh để mọi người có thể thấy em hạnh phúc thế nào đi. Với khuôn mặt bị dị ứng của em. Không đời nào. Thôi mà, anh muốn lưu giữ tình yêu của chúng mình. Bởi vì chúng mình rất hạnh phúc bên nhau. Anh thật lãng mạn, Phil à. Bắt đầu chữa đằng sâu của bạn thôi nào. Chờ chút. Mình sẽ lấy máy phun nước. Thật là cảm động. Mình không thể rời mắt. Bạn trai cô ấy là một con ma. Ồ, không, mình khóc mất. Của bạn nè. Không, cảm ơn. Mình muốn Pringles. Mình sẽ nhờ bạn trai của mình mua nó. Gửi. Tự động gửi ngốc nghếch. Ý mình là Pringles, không phải mang bầu. Và wifi vừa tắt. Mình không thể gửi tin nhắn khác được. Bạn có thích những khoảnh khắc khó xử này hay không? Hãy comment phía dưới và nói cho chúng mình biết liệu bạn đã bao giờ rơi vào tình huống thế này chưa và chuyện gì tiếp theo nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh, like video này và bật chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video vui nhộn nào từ Woohoo.